Và chiếc cúp này các bạn chỉ cần giơ tay lên, đọc một câu thần chú vương ơi mở ra, kết hợp chân đá vào đây, cúp sẽ tự mở lên cho quý vị và các bạn. Chúng ta không phải mở bằng cơm. Xe 1 tỷ là phải phục vụ chúng ta. Chúng ta động đến đâu là điện đến đấy, automatic đến đấy. Vâng, xin kính chào quý khách thân yêu của NK Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh giới thiệu sản phẩm của chúng tôi. Và như thường lệ đầu mỗi chương trình, xin quý vị và các bạn hãy hào phóng cho chúng tôi một lượt like và một lượt theo dõi để luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất tại NK Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong phân khúc xe SUV 7 chỗ với tầm giá khoảng hơn 1 tỷ thì chúng ta có rất là nhiều, có vô vàn sự lựa chọn luôn. Mỗi một dòng xe, mỗi một hãng xe đều có những miếng võ riêng khiến chúng ta hài lòng ở một cái phương diện nhất định nào đó, tùy vào sở thích, tùy vào cái nhu cầu lựa chọn xe của mỗi người. Và trong chiếc xe đó có một mẫu xe đã xây dựng tên tuổi, đã xây dựng thương hiệu cho mình qua rất là nhiều năm, với ưu điểm nổi bật nhất đầu tiên phải kể đến, đó chính là an toàn. Một chiếc xe có rất là nhiều công nghệ hiện đại bảo vệ tính mạng của người lái này, bảo vệ chính những thành viên trong gia đình ngồi trên xe đến tận răng, bảo vệ một cách chu đáo. Và ngoài ra chiếc xe cũng rất nổi bật với khả năng vượt mọi địa hình khó như chính tên gọi của nó, Everest. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiếc xe mà Thắng NDK muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn ngày hôm nay đó chính là Ford Everest. Ngay bên cạnh em Thắng NDK đây, quý vị và các bạn có thể thấy một chiếc Ford Everest có màu bạc rất là đẹp. Chiếc xe này được sản xuất năm 2018, là phiên bản Titanium 2.0 Biturbo, là phiên bản cao cấp nhất ở thời điểm đó. Và ở năm 2018, để lăn bánh chiếc xe này xuống đường, quý vị và các bạn sẽ phải bỏ ra khoản chi phí là gần 1,6 tỷ đồng. Và tính tới thời điểm hiện tại, sau khoảng 4 năm sử dụng, chiếc xe đã lăn bánh khoảng hơn 5 vạn và đã được chào bán tại NDK Việt Nam với mức giá chỉ hơn 1 tỷ đồng một chút thôi. Mức giá đã rất là yêu thương sau khoảng 4 năm sử dụng rồi. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đi xem chi tiết xem sau khoảng 4 năm sử dụng, hơn 5 vạn, chiếc xe này còn được như thế nào. Đầu tiên mời quý vị và các bạn chúng ta hãy quan sát phần đầu xe. Thì ở khu vực đèn hay là khu vực mặt ca lăng, đến đời 2018 nhà Ford đã tinh chỉnh lại một chút. Chiếc xe này có sự hài hòa hơn, nó không quá khô khan, không quá cơ bắp như ở thế hệ trước. Chúng ta thấy đâu đó vẫn có một chút gì đó rất là mềm mại và tinh tế. Thì đầu tiên các bạn có thể quan sát phần đèn pha đi. Chiếc xe đã cho chúng ta một cái giải daylight led ở đây rất là đẹp này. Đó, rất là sang trọng. Và bên cạnh đó là đèn pha dạng projector, nhìn sang trọng hơn và có độ chiếu sáng, độ gom sáng rất là tốt, tăng khả năng quan sát cho chúng ta. Các bạn có thể quan sát lối liền vào với đèn pha này, là cái giải các thanh mạ chrome này rất là khỏe khoắn. Phía bên trong là các thanh nhựa này, hình đa giác này, cũng rất là chắc chắn luôn. Các bạn có thể lay tay vào này. Sau khoảng 4 năm sử dụng, chưa có một vết xước hay một vết sứt gì ở đây cả, rất là đẹp. Nổi bật chính giữa là logo Ford rất là to, rất là dễ nhận diện. Còn đèn gầm là dạng halogen, được đặt cùng với cái phần hốc gió ở phía dưới này, tạo một giải liền mạch. Và đi kèm một giải ở phía dưới đó chính là 6 con cảm biến va chạm. Và chiếc xe này ở đời này nhiều cảm biến như thế vì đã được trang bị thêm tự động đỗ xe rồi, rất là ok cho chúng ta. Và các bạn cũng có thể quan sát thêm phía trên kia cũng đã được bổ sung thêm một cái mắt radar, đó chính là cái hệ thống Adaptive Cruise Control, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, rất là hiện đại, rất là yên tâm luôn. Rồi ok, chúng ta đi nhanh về cái phần đầu xe, phần thẩm mỹ một chút. Và chúng ta cùng đi tìm xem cái phần quan trọng nhất ở khu vực đầu xe, đó chính là động cơ và hộp số. Mời quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là khoảng không gian động cơ của chiếc Ford Everest Titanium 2.0 Biturbo 2018. Và khuyến cáo các bạn một chút, khi chúng ta xem chiếc xe này mở nắp capo ra, chúng ta nên đeo một chiếc kính râm, bởi vì khoang máy còn rất là sáng, tỏa sáng luôn, rất là chất. Vâng, nói đùa một chút thôi. Nhưng thông tin với quý vị và các bạn, tất cả những chiếc xe được chào bán tại NDK Việt Nam sẽ đều phải trải qua một quy trình kiểm định rất là nghiêm ngặt, 143 hạng mục. Và NDK cam kết cho khách hàng 5 tiêu chí vàng là 5 tiêu chí quan trọng nhất của xe cũ, xe đã qua sử dụng. Đầu tiên đó chính là động cơ thì sẽ phải nguyên bản.
Thứ hai, hộp số phải nguyên bản. Thứ ba, xe không đâm đụng va chạm ảnh hưởng tới kết cấu khung và gầm của xe. Thứ tư, không ngập nước thủy kích. Và cuối cùng, về hồ sơ pháp lý thì số khung số máy trùng khớp trên đăng ký đăng kiểm và sẵn sàng sang tên cho quý vị và các bạn. Và quay trở lại với chiếc xe này thì năm 2018 có thể nói là một dấu mốc của nhà Ford, vì các bạn có thể để ý rằng năm 2018 kể cả Ford EcoSport hay Everest này đều sẽ được trang bị, được nâng cấp cho chúng ta khối động cơ mới. Vâng, với cái khối động cơ mới ở trên phiên bản 2.0 biturbo này sẽ cung cấp cho chúng ta một công suất tối đa là 213 mã lực, đi kèm với hệ dẫn động hai cầu bốn bánh thì quá là ok, vượt mọi địa hình luôn. Và đi cùng với nó là một cái hộp số tự động 10 cấp, chuyển động thì mượt mà thôi rồi, bao êm cho quý vị và các bạn luôn. Rồi ok, và có một điểm khi mở cái nắp capo của chiếc xe này nên tôi rất chi mừng, đó chính là các bạn có thể thấy có cái ti thủy lực ở đây. So với một vài dòng xe khác mà tôi không cần nhắc tên, các bạn cũng biết rồi, thì chúng ta phải hết sức vất vả để nâng lên và chống một cái thanh cơ học ở đây, thì là chiếc xe này như thế này thì rất là ok rồi, và đóng xuống cũng rất là dễ dàng. Các bạn có thể nghe rõ tiếng phập rất là êm tai, rất là chắc tai. Bởi vì đây, chúng ta sẽ chuyển sang phần thân xe và tôi sẽ giới thiệu thêm một chút. Thì như chúng ta đã được biết rằng những cái vật liệu thép để chế tạo nên tất cả các dòng xe của Ford là một dòng thép siêu cứng, được dùng trong lĩnh vực hàng không tên lửa, nên chính vì thế xe Ford về kết cấu khung gầm thì cho chúng ta một độ rất là đầm chắc này, rất là an toàn luôn. Và thông tin thêm tới quý vị và các bạn một chút, thì cái này là tôi được một chị trưởng phòng kinh doanh ở bên Ford chia sẻ, đó chính là đầu tiên về phần vỏ. Phần lớn các xe SUV 7 chỗ trong cùng phân khúc khác thì độ dày của cái phần tôn vỏ này nó chỉ dao động ở khoảng 0.8mm, nhưng mà riêng dòng Everest này là 1.1 các bạn ạ, nên là có độ dày hơn, cho chúng ta độ cứng cáp hơn. Và bên cạnh đó thì ở các khu vực ở thân xe, ở các cửa xe này này, các dòng xe khác cũng có các thanh gia cường các để chịu lực ở những va chạm ngang, tuy nhiên là các thanh gia cường đơn. Tuy nhiên ở Everest thì là các thanh gia cường đấy là kép, có độ dày hơn, theo tôi được chia sẻ như thế, nên là khi xảy ra va chạm thì cũng sẽ bảo vệ cho chúng ta tốt hơn rất là nhiều. Đó chính là cái tại sao các dòng xe Ford, đặc biệt Ford Everest, an toàn là như thế. An toàn tới từ kết cấu khung gầm, an toàn đến từ các trang thiết bị về công nghệ rất là hiện đại, rất là tân tiến, mà tôi bây giờ liệt kê ra thì sẽ phải dài một list. Thì quý vị và các bạn quan tâm đến dòng xe này có thể chúng ta search trên Google, rất là dài luôn, in là một tờ A4 lớn thưa quý vị và các bạn. Rồi ok, quay trở lại với chiếc xe thì chúng ta có thể quan sát phần la răng. Ở 2018 thì Everest cũng sẽ được trang bị một bộ mâm mới, khác một chút nhẹ thôi, nhưng mà cũng rất là đẹp. La răng đa chấu rất là khỏe khoắn, và các bạn có thể thấy chủ cũ có thể là đi cũng rất là giữ gìn, rất là cẩn thận đấy. Vì với một chiếc xe chuyên vượt địa hình như thế này, nhưng phần la răng các bạn có thể cũng rất là đẹp, không có một vết xước xát gì luôn, rất là bóng này. Đó, sơn hai màu rất là đẹp. Và bộ mâm này thì là 20 inch các bạn nhá, rất là to, rất là khỏe và rất là sang trọng luôn. Đấy, lốp này thì cũng rất là ok. Rồi, về phần giảm sóc này hay là phần phanh này, má phanh các thứ thì như các xe khác thì tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn ở nhiều chương trình khác rồi, thì Enica kiểm tra rất là kỹ càng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa nay thì có một cơn mưa rất là to, anh em ướt hết sạch và phải đi thay ngay một bộ quần áo khác để có thể là tiếp tục lên sóng phục vụ cho quý vị và các bạn. Vâng, quay trở lại với chiếc xe thì các bạn có thể thấy rằng chiếc xe được trang bị một bộ mâm đa chấu rất là đẹp, rất là khỏe khoắn và lên tới 20 inch, nhìn rất là to, khỏe, rất là sang trọng. Rồi, phần gương này thì chắc chắn rồi, xe là automatic, tự động cụp xòe cho chúng ta, có tích hợp một đèn báo rẽ ở trên đây, halogen rất là to bản, rất dễ nhận diện khi các bạn xin đường, các bạn chuyển làn thì rất là an toàn. Rồi, có một phần cần chúng ta chú ý nhiều nữa, đó chính là phần tay nắm cửa này. Thì ở thời điểm 2018 kể cả dòng Ford EcoSport hay Ford Everest thì cũng có một cái phần cảm biến ở đây cho chúng ta, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là có thể mở cửa ra rồi, chứ không cần ấn chìa khóa. Và ở đây thì cũng có một nút để đóng cửa, các bạn nhìn nút thế này thôi, nhưng mà chúng ta chỉ cần chạm nhẹ tinh tế một phát thôi nhá, là xe sẽ tự đóng rồi chứ không cần ấn quá mạnh. Rồi ok, tôi sẽ mở cửa ra để các bạn có thể quan sát phần keo chỉ. Wow, cửa quá là dày dặn, quá là chắc chắn luôn, cầm rất là thích các bạn ạ. Vừa cầm đấy đã thấy rất là an toàn rồi, đầy sự an toàn bao quanh rồi. Các bạn có thể quan sát kỹ thì như chiếc xe này keo chỉ mọi thứ còn rất là đẹp luôn, như mới luôn các bạn ạ. Các bạn có thể quan sát từng con ốc ở cánh cửa các thứ, nó đều nổi bật lên một cái sự gì đó rất là mới, rất là chất luôn. Rồi các bạn có thể quan sát hơn một chút vào đây. Phần ghế thì là chắc chắn rồi, bản cao cấp thì không thể là ghế nỉ được, bọc da và da rất là đẹp, các bạn có thể thấy. Sau khoảng 4 năm sử dụng, da vẫn còn rất là căng, đường vân da còn rất là mới, chưa có độ phai mòn quá là nhiều. Dù ghế lái là nơi chúng ta ngồi nhiều nhất, và chắc chắn rồi sẽ là ghế điện các bạn ạ.
Các bạn cũng có thể quan sát chủ cũ này rất cẩn thận này. Các bọc bảo vệ bật lên xuống này rất là đẹp, rất là sang. Trang bị thêm bộ sàn 5D nữa rất là sạch sẽ. Rồi ok, chúng ta cũng sẽ chuyển xuống phần hàng ghế thứ hai. Đây. Các bạn cũng có thể quan sát nhanh phần keo chỉ ở cánh cửa phía sau này. Mọi thứ còn rất là đẹp. Rồi ok, tôi sẽ lên phần hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì ngồi cũng rất là thoải mái. Tôi sẽ ngồi dịch vào đây để các bạn có thể tiện quan sát. Chiếc xe này thì là trang bị cho chúng ta điều hòa tự động 3 vùng độc lập thưa quý vị và các bạn, quá tuyệt vời. Chúng ta có thêm một vùng độc lập nữa ở đây để có thể chuyển điều khiển mức gió này và nhiệt độ này. Đó. Ngồi ở hàng ghế nào chúng ta cũng có cảm giác được phục vụ, cảm giác là một ông chủ đích thực. Và quan trọng chúng ta, chiếc xe này cho chúng ta có một option rất là xịn sò nữa, đó chính là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đó, chúng ta không cần mở hết kính lên đâu, chúng ta chỉ cần mở cái phần nỉ hết là nhỉ. Ánh sáng sẽ chan hòa trong xe, và đặc biệt các bạn đi du lịch Tam Đảo, đi Đà Lạt thì chúng ta có cảm giác là mờ trong sương và chúng ta ngắm nhìn lên bầu trời như thế quá là tuyệt vời luôn. Rồi ok, chúng ta sẽ chuyển sang phần đuôi xe. Đây các bạn có thể thấy phần đèn hậu này nối dạng một cái giải mạ chrome ở trên đây và có tên xe đây, nhìn rất là đẹp, rất là khỏe khoắn, tạo một sự liền mạch. Và sau khoảng 3 năm sử dụng các bạn có thể quan sát kỹ vào phần đèn thì còn rất là đẹp luôn, không có một vết hấp hơi hay xước gì cả. Đèn hậu dạng LED này các bạn có thể thấy rất là đẹp và tinh tế. Rồi ok, ở phía sau này cũng có rất là nhiều các cảm biến cho chúng ta. Vì như tôi đã giới thiệu phần ban đầu, xe có chức năng tự động lùi ghép chuồng. Đó, và có nhiều cảm biến như này để rất an toàn cho chúng ta khi lùi. Và chiếc cốp này các bạn chỉ cần giơ tay lên, đọc một câu thần chú vương ơi mở ra, kết hợp chân đá vào đây, cốp sẽ tự mở lên cho quý vị và các bạn. Chúng ta không phải mở bằng cơm. Xe 1 tỷ là phải phục vụ chúng ta. Chúng ta động đến đâu là điện đến đấy, automatic đến đấy. Quan điểm của tôi, suy nghĩ của tôi là như thế. Chứ chúng ta mở bằng cơm thì với một chiếc xe hơn 1 tỷ mà đến đâu cũng phải dùng cơm thì nó quá là lãng phí. Và hàng ghế thứ ba này các bạn cũng điện. Điện rất là tiện, rất là sang trọng, rất là xịn sò. Các bạn, và mọi thứ ở phía sau này thì tôi nghĩ rằng với chiếc xe không phải cần quan sát quá là nhiều vì keo chỉ hay là mọi thứ bên trong đằng phía sau này vẫn còn dính nét cho chúng ta. Và các bạn muốn dựng ghế lên cũng thế, chỉ cần ấn hai nút. Đây, tôi sẽ đứng sang phía này để các bạn quan sát. Đó. Đây mới chính là một chiếc xe phục vụ chúng ta. Chúng ta không phải làm gì cả, không phải tốn quá nhiều sức, quá nhiều cơm. Và chủ cũ cũng rất cẩn thận bọc cái phần cốp phía sau này. Bộ thảm rất là đẹp, rất là sang trọng luôn. Chúng ta lật lên, phía trong này có các bộ đồ nghề. Đó, nhưng mà chúng ta có thể trang bị một chiếc bơm điện thì cũng gần như là sẽ không phải sử dụng đến cái này. Rồi ok, về đóng cốp lại chúng ta có thể cũng thao tác như vừa nãy, chúng ta gạt chân hoặc là ấn nút trên đây, chiếc cốp sẽ từ từ đóng lại. Rồi dĩ nhiên thì cũng sẽ có chức năng chống kẹt, nhưng mà chúng ta phải dùng nhiều lực hơn, nên là nhiều các bạn cũng không lên là chúng ta cho đầu vào để thử xem cái chức năng chống kẹt của chiếc xe này. Rồi ok, quý vị và các bạn vừa cùng Thắng Anica đi một vòng quanh phần của chiếc Ford Everest phiên bản cao cấp nhất 2018. Thì như quý vị và các bạn thấy, mọi thứ còn rất là chất, rất là mới và đẹp. Chúng ta cùng đi vào phía bên trong để khám phá xem phần nội thất còn được như thế nào sau 4 năm sử dụng. Xin mời quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây chính là khoảng không gian nội thất của chiếc Ford Everest Titanium 2.0 Biturbo 2018. Và như quý vị và các bạn có thể nhìn tổng thể thì mọi thứ còn rất là mới, rất là chất, và mọi thứ đều sáng lên cái vẻ mới, thưa quý vị và các bạn. Chúng ta có thể thấy thì trên phiên bản cao cấp này thì Ford Everest cho chúng ta rất là nhiều da, đó từ trên táp lô hay là bên bệ tì tay ở các cánh cửa, hay là kể cả bệ tì tay trung tâm chỗ này, thì cho chúng ta một cảm giác rất là sang trọng hơn rất là nhiều so với các chi tiết nếu là bằng nhựa. Chỗ này cũng nhựa này, nếu mà chỗ này ốp gỗ nữa thì quá tuyệt vời. Rồi quay lại cái bảng táp lô thì bảng táp lô này được thiết kế theo hình chữ T, đó nhìn rất là khỏe khoắn, rất là cơ bắp và đậm chất Mỹ luôn. Đầu tiên chính giữa đó chính là một màn hình giải trí trung tâm. Ở trên đây thì có rất là nhiều ứng dụng luôn. Các bạn có thể kết nối Android Auto, và bên cạnh đấy thì cũng tích hợp cam lùi ở phía đằng sau, rất là an toàn khi chúng ta lùi. Dịch xuống ở phía dưới một chút thì các bạn có thể thấy các nút này, các nút điều khiển còn rất là mới này. Đó, đây là cụm điều khiển điều hòa. Đấy, chúng ta có hai vùng độc lập ở phía trên và một vùng nữa ở hàng ghế thứ hai như tôi vừa giới thiệu với quý vị và các bạn. Lùi xuống bên dưới một chút nữa thì rất là hay ở khu vực này. Đầu tiên thì là các bạn có thể quan sát cái phần cần số. Tôi sẽ nổ máy lên một chút nhé. Đó, các bạn có thấy không? Máy nó gào rum lên một phát, nghe rất là phấn khích luôn.
Và khi nghe âm thanh như thế thì tôi rất là muốn vào số đạp mắc ga để di chuyển những cung đường để trải nghiệm. Vâng, quay lại với phần cần số thì dĩ nhiên rồi, hộp số chuyển động rất là mượt mà. Và các bạn có thể quan sát kỹ hơn, cần số này cũng rất là mới, rất là đẹp luôn. Ví dụ như là những cái phần bọc da chỗ này này, cái phần vân da còn rất là mới, chưa thấy có gì đó là nó bị mòn ở chỗ này do tay cầm nắm theo thời gian cả, mặc dù xe đã qua 4 năm sử dụng rồi. Rất là ok. Trên đây thì có các nút cộng trừ để chúng ta vào số bán tự động. Rồi, cái phần đắt giá của chiếc xe này trên khu vực này các bạn có thể quan sát. Đầu tiên thì chống trơn trượt này, đỗ xe này. Các bạn đã biết rồi, cái này là hỗ trợ đỗ xe này. Bên cạnh đấy thì có hai cái nút điều khiển cầu cho chúng ta nữa. Và đây là bốn chế độ lái. Đó, nhìn rất là thích, rất là tò mò, rất là phấn khích luôn. Và tôi rất là muốn trải nghiệm ngay cái bốn cái chế độ lái địa hình này. Đó, rất là ok. Rồi, chúng ta chuyển sang phần vô lăng một chút. Trên đây cũng rất là nhiều điều để nói. Thì đầu tiên, các bạn có thể quan sát những chỗ chúng ta hay cầm nắm này. Vô lăng bọc da rất là sướng, rất là êm tay, cầm rất là chắc chắn. Và những cái khu vực này, dĩ nhiên có sau 4 năm sử dụng thì không thể nói nó còn như mới được. Nhưng đã có một sự hao mòn, mòn rất là nhẹ ở đây. Tuy nhiên các phần vân da cũng rất là rõ nét. Và như thế này so với các xe 2018 như này quá đẹp rồi. Các bạn có thể quan sát phần sang đây một chút này. Khu vực này là khu vực Adaptive Cruise Control, là giữ khoảng cách với xe phía trước. Các bạn có thể set khoảng cách và có cả Cruise Control cho chúng ta nữa. Tôi sẽ vần nhẹ vô lăng một chút để lộ ra giữ làn đường. Vâng, có quá nhiều công nghệ an toàn trên chiếc xe như thế này. Rồi ok, chia sẻ nhanh một chút vậy thôi, còn có rất là nhiều cái hay hơn nữa để chúng ta khám phá. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đi xem mẫu xe Ford Everest Titanium 2.0 Biturbo 2018. Như quý vị và các bạn đã thấy, đây là một mẫu xe cực kỳ tiện nghi, rất là nhiều công nghệ hiện đại và quan trọng nhất là gần như an toàn tuyệt đối luôn, bảo vệ cho chúng ta tận răng. Đặc biệt sau khoảng 4 năm sử dụng, các bạn thấy rằng chiếc xe này còn rất là mới và chất. Quan trọng nhất là tiết kiệm cho chúng ta khoảng hơn 500 triệu đồng. Quý vị và các bạn thấy như thế nào? Như tôi thấy thì là cực kỳ hợp lý rồi đấy. Mỗi tội tôi không có tiền để quất em xe này thôi. Quý vị và các bạn hãy để lại ý kiến của mình ở phần ở dưới comment hoặc liên hệ với chúng tôi qua số hotline ở bên dưới nếu quý vị và các bạn quan tâm đến mẫu xe này, hoặc cũng có thể qua trực tiếp Enica chi nhánh Long Biên có địa chỉ tại số 3+5 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội để chúng ta xem xe, chúng ta sờ, chúng ta cảm nhận, chúng ta chạy thử để chúng ta cảm nhận về em nó chi tiết hơn trước khi quyết định xem có đồng hành với mẫu xe này trong những cung đường sắp tới, trong những công việc sắp tới, trong những chuyến du lịch sắp tới hay không. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.